Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tới nhá. Như các bạn thấy hôm nay trời rất là nắng luôn. Nắng rất là nắng luôn. Hôm nay trời nhiệt độ ngoài trời khoảng tầm phải 40 độ C các bạn ạ. Thì là hôm nay mình sẽ làm một thử thách. Trời ơi, thử thách này khổ lắm đấy, chắc là khổ lắm đấy. Mình sẽ giữa cái nắng 40 độ C mình sẽ cưỡi phân khối lớn cho các bạn xem nhá. Nhưng mà cái con mà mình cưỡi sẽ không phải là con Z300, bởi vì con Z300 nó rất là bình thường thôi. Nó không nóng lắm, mình phải cưỡi một con rất là nóng. Thì là ngay bây giờ mình sẽ đi đến cái chỗ cái con đấy để mình test thử độ nóng của con đấy cho các bạn xem. Ok, các bạn cùng đi theo mình nhá. Các bạn nhìn đường thì biết này, đường rất là nắng, nắng rất là gắt. Bây giờ không có ai ra đường luôn, nóng kinh khủng. Thôi bây giờ mình sẽ đi nhanh một tí. Anh với anh Thắng để chìa khóa đâu? Gì nhỉ? Cái túi đấy, đấy. Xin nhé. Ok, đây bây giờ mình đã mượn được. Không phải là mượn mà là mình ăn trộm được các bạn nhá. Đây, các bạn nhìn phía trước đây. Đây, con S1000RR nhá. BMW F1000RR. Tranh thủ mình, ông ấy đang ngủ, mình sẽ lấy trộm con này ra test thử cho bạn xem. BMW F1000RR cảm ơn nhá. Bảo Bo AR luôn nhá. Austin Racing. Trong những cái con mà mình đã từng đi thì cái con cá mập này là mình thấy nóng nhất này. Còn các con khác nóng hơn thì mình chưa được đi. Nhưng mà những cái con được đi rồi thì mình thấy con cá mập này là nóng nhất này. Giờ sẽ chạy đi đâu nhỉ? Nắng quá các bạn ạ. À, các bạn nhìn này, trước khi đi là mình có mặc quần đùi cơ. Nhưng mình nghĩ là ra đây mà chạy con này thì mặc quần đùi mà ốp vào đây chắc là không chịu được các bạn ạ. Rất là nóng, tí mình chạy chân mình sẽ phải kẹp ở đây này. Thế mình phải mặc quần dài ngay. Đấy, bật đồng hồ lên. Ok. Úi, quên. Cứ tưởng công tắc điện, rất là đề luôn. Thế giờ sẽ chạy luôn. Cá mập này chính đang ngồi nhẹ thôi, không nặng. Ôi, báo xăng rồi. Ok. À, xăng hết nhá. Bây giờ đi tìm cái xăng đổ luôn cho anh Thắng. Ok. Nhiệt độ máy giờ là 67 độ C. Bây giờ cách cảm ơn tốt nhất khi mà mượn xe là mình sẽ đổ đầy xăng vào bình. Khi trả xe chủ nhân sẽ thấy đầy bình và rất vui vẻ. Để lần sau mà cho em đầy bình rồi anh ạ. Để lần sau mà mình có mượn xe thì người ta sẽ vui vẻ cho mình mượn thôi. Con này đầy bình chắc phải gần 300.
Quay tiết xe à? Dạ. Quay tiết xe à? Vâng. Lúc mà mình mượn là xe đã hết sạch xăng rồi, báo nháy đỏ rồi, chắc chỉ còn một ít, bây giờ phải đổ thêm hơn 10 lít rồi, khá là lâu. 270.000 đồng, có 270 luôn, đầy rộng biển luôn ạ. Ơi, giờ không biết chạy đi đâu đây. Nóng quá. Giờ xuống âm các bạn nhé, xuống âm này. Thank you.
sự nhé, cảm nhận đây này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây, đây là mình mặc quần dài nhưng mà khi ngồi nó sẽ bị co, nó hở cổ chân này này, đỏ lư nhá. Đấy, đỏ hết ở vùng này luôn. Như chỗ khác thì nó trắng này. Đấy, bên này thế, ui, đỏ hết, rất là nóng. Thế như lần sau mà bắt chạy cá mập buổi trưa này thì hơn cả hành xác. Ui, đưa cái ốp này nhá. Nếu như cái này mà không có ốp carbon thì tôi đố ông nào ốp được cái chân của mình vào đây luôn. Rất là nóng. Mệt quá. Chạy cả xa. Dậy anh, không ấy dậy đi muộn rồi. Dậy đi. Theo cái rơi chìa khóa kìa. Rồi anh đi đâu? Hả? Ủa rồi anh đi cổ nhồi anh chết mẹ đi giờ. Nắng lắm, nóng vậy. Cá của anh nóng lắm. Em bảo thật bây giờ lấy Z300 rồi đi. Ấy mát. Em đi cá về để nhà cho. Tối mát rồi lấy. 9 giờ sáng rồi vẫn chưa dậy. Alo. Alo. Mặc quần chưa? Mặc quần chưa? 9 giờ sáng rồi dậy không làm ăn kiếm ăn gì hết. Này, chết. 9 giờ rồi. Dậy thôi. Đấy chứ. Ui, nóng dã man. Cái gì đây? Ui dồi ôi. Hôm qua đi chạy cá về sốt rồi à? Hôm qua chạy cá về nóng mệt. Sốt rồi. Đấy. Vất vả lắm các bạn ạ. Vất vả. À thì không đắp cái gì vào chán à? À. À hôm qua em có để cái này trong tủ này. Ờ à, xem có đá điếc gì không. Cái này hay này. Đấy, ui dồi ôi. Ui cứng đơ này. Ui dồi. À, đã cho cái này mát này, mát lạnh này. À, mát chưa? À, mát chưa? Nghe, mát hơn rồi đấy. À, mát đấy, mát quá. Thế mát kia. Mát rồi, mát rồi. Đấy, đẩy từ tối hôm qua đấy. Đỡ hơn chưa? Nặng nặng rồi đấy. Đỡ bị YouTube vàng tiền rồi đấy. Ừ, nghe. Mát. Mát mà, đẩy từ tối hôm qua nó phải khác chứ. Tiền này. Tiền à? Ừ. Mà sao mát thế? Đang dậy làm YouTube tiếp. Đâu đùa đấy, thật ra anh không bị sốt đâu, anh xin nhá. À, ghê thật đấy, tiền đấy. Ừ. Tiền sẽ đạp đấy. Ừ. À, thế không? Ừ. Sẽ đạp đấy. YouTube đấy, làm YouTube thì quay YouTube được đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Nhớ like, subscribe, ủng hộ mình nhá. Xin chào. We'll be right back.